Xin chào các bác, xin chào các bạn. Cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác cái cách ngâm rượu cái nấm Phục Linh Thiên. Đây trên màn ảnh các bạn đây là đang là cái quả nấm Phục Linh Thiên. Cái quả này thì nó hơi xấu chút nhưng mà cái chất lượng trong thì rất là tốt. Tôi đã gọt thử ra miếng này. Đấy, cho nên hôm nay trông thì nó xấu, cho nên tôi sẽ bỏ miếng rồi tôi cho bình để ngâm. Cái cách ngâm rượu này đơn giản lắm các bạn ạ. Các bạn chỉ cần rửa sạch cái quả nấm mà đi, xong rồi các bạn để nguyên cả quả lại các bạn ngâm, nếu các bạn có bình to. Còn không thì các bạn bỏ miếng ra, cho vào bình nhỏ. Rồi sau một thời gian khoảng độ 100 ngày thì các bạn có thể dùng được. Cái rượu nấm Phục Linh Thiên này thì nó hơi chát một chút. Nó đặc biệt nó có cái mùi nhựa, giống cái mùi nhựa thông. Bởi vì cái cấu tạo của cái nấm Phục Linh này nó cũng nằm trên cái cây. Người thì bảo là cây Vân Sam, nhưng mà thực ra thì nó gọi là họ nhà thông, hay còn gọi chính xác hơn là gọi là trên cây thông chua. Đây này các bạn này, đây chính là cái cành của cái cây thông chua, và nó bị một con sâu hay bị sao đó nó đục ra một cái lỗ ở cái cây này và nó ra cái nấm này. Đấy. Cái nấm này thì hiện giờ chưa có cái cơ sở khoa học chính xác nào để đánh giá, nhưng mà mọi người thì vẫn cứ dùng bằng cách là ngâm rượu hoặc xay ra làm sinh tố, hoặc là thái lát phơi khô sắc nước uống, có một số cách như vậy. Hoặc là một số công ty dược thì người ta nhập về, người ta phối hợp với một số bài thuốc nữa để dùng để chữa những cái khối ngăn ngừa những khối u, và ra những bài thuốc để chữa ung thư. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách để ngâm rượu thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi tôi bổ quả nấm này ra các bạn nhé. Đây thưa các bạn, đây là cái nấm Phục Linh tôi đã vừa bổ ra xong rồi đây các bạn này. Đấy. Cái này bổ ra nó có cái đặc điểm là non thì nó một chút sau nó vàng, có cái màu vàng ngay lập tức. Các bạn nhìn đâu, đấy nó có cái màu vàng ngay. Bây giờ tôi sẽ đây các bạn nha. Tôi bổ xong rồi đây các bạn, cạnh cảnh các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn sát hơn chút. Phần này bên trong này, đây cái vỏ ngoài các bạn nhé, vỏ ngoài đây, bên trong này nó mềm lắm, mềm. Đấy. Mùi thì nó không thơm lắm nhưng nó có mùi. Thứ hai nó bổ ra nó có nhựa dính vào tay, một cái nhựa dính rất dính vào tay. Đấy. Thì tôi ngâm rượu tôi chỉ cần bổ như này thôi. Sau thời gian khoảng 3 tháng thì ta có thể dùng được. Nên bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi bỏ ra cái này vào bình nha. Đây. Cái rượu thì các bác không cần rượu nặng lắm đâu. Rượu khoảng độ 40 độ là ngâm tốt rồi. Đây các bác nhé. Rồi, tôi không có cái bình to nên tôi cho cái bình bé tôi phải bỏ ra, còn nếu các bác có cái bình to thì các bác cứ cho cả quả vào không sao cả. Đây là cái cách ngâm rượu nha các bác nhé. Còn nếu mà các bác nào không uống được rượu thì các bác đừng ngâm rượu nha các bác. Thái lát phơi khô bác sang nước uống được, hoặc là các bác cứ để trong tủ lạnh nhé. Các bác dùng dần thì mỗi lần bác xay một ít ra thành sinh tố, các bác cho pha với mật ong chẳng hạn để uống cũng được nha. Có rất là nhiều cách, hoặc là các bác cho vào, các bác hầm gà thì ăn thì nó hơi chát, tốt nhất là chỉ có xay ra làm nước uống hoặc là phơi khô đun nước uống thôi. Và bây giờ xong rồi ta sẽ đổ rượu vào các bác nha.
Rượu đã đổ xong, các bác cần đổ ngập lên đấy đây được rồi nha các bác nhé. Thì các bác nhìn cái bình này tôi đổ rượu là ngập cái nấm phục linh ở đấy nhé. Đây các bác nhìn thấy ngấn nước. Đấy. Ngập cái này tôi quay cận cảnh cho bác xem đấy, ngập. Cái rượu tôi nó lại gần sát cái ngấn này thì các bác này. Đấy. Ngập cái nấm phục linh nhá. Rồi. Rồi bây giờ ta sẽ bịt cái miệng này lại và ta để trong bóng tối râm mát, hoặc là các bác có thể để ở trong, các bác có thể để dưới đất được, hoặc là các bác đào xuống dưới đất thì chôn nó xuống cũng được, thì các bác nhé, rất là nhiều cách. Rồi. Rồi. Đấy, nắp ta được nắp chặt rồi. Rồi, đây sẽ đánh dấu ngày tháng năm ngâm bên trên này. Hôm nay là 14/9/2017. Rồi. Đấy, đơn giản như vậy thôi các bạn. Đấy là được một cái bình rượu nấm phục linh đi ngâm nhá. Rồi, thì sau khoảng 3 tháng, hôm nay là 14 tháng 9, có nghĩa là tháng 12 dương lịch chúng ta có thể dùng được. Và bác nào có nhu cầu đặt hàng cái này thì alo cho tôi nhé, hoặc bác nào không muốn lấy cái bình này luôn thì cũng được. Cứ bác nào đặt hàng qua số điện thoại nhá. Số điện thoại tôi đây. À, các bạn này. 0932340345 nhá. Rồi. Cũng xin giới thiệu thêm với các bác là ngoài các cái sản phẩm như là nấm phục linh thì chúng tôi còn có các cái sản phẩm khác như là con muối chúa này các bác này. Đấy, muối chúa này rất to các bác này, tôi đặt ngón tay rồi vào đây các bác xem đấy, muối chúa. Rồi các cái sản phẩm khác như là con bồ củi, rồi bát kích, rồi sâm cau thì sâm cau đen các bác nhé, không phải sâm cau đỏ đâu. Không có đỏ tôi cũng có, bắt đầu đặt hàng thì tôi đều lấy về hết. Ngoài ra thì còn có một số cái loại khác, ví dụ như là cái trà giải độc cũng có. Đây chính là cái trà giải độc các bác này. Đấy, được làm từ giảo cổ lam 7 lá này, đùm đũm này, cựa gà, dây gan, chứa rừng và cỏ ngọt. Đấy, cái này uống rất là tốt cho gan và đặc biệt là giúp ngủ ngon, ăn ngon. Đấy. Và những sản phẩm khác như là sản phẩm này thì có thuốc bột đây, gia truyền thì có cái tác dụng là chữa đau lưng, đau chân tay, đau đầu gối, rồi các cái vị trí đau khác, kể cả là cái việc bệnh gút cũng rất là tốt. Bác nào có nhu cầu thì mua thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932340345. Thế còn đây giới thiệu thêm với các bác là cái nấm phục linh trước tôi đã, đây này các bác này, đấy, nguyên cốt này. Đây hôm trước là tôi đã ngâm một bình. Đấy, hôm nay nó như này. Ừ, có thể các bác nhìn sẽ không rõ được bởi vì nó không ấy, nhưng tôi sẽ lấy cái nấm phục linh lên cho các bác xem nhé. Đấy, các bác nhìn đâu. Này, sau thời gian ngâm rượu này. Đấy. Đấy. Rồi, tôi vẫn để đây tôi ngâm tiếp mà. Mà tôi ngâm đây là cái này đủ năm đủ tháng rồi thì uống tốt được rồi bạn. Thì đây tôi sẽ lấy ra một chút rượu tôi uống. Nhưng ngâm thì nó lên cái vẩn như này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy tôi múc chén đầy đầy hơn các bác nhìn nha. Đây
nó lên cái vần vần đây các bác ơi. Đó, đây. Rồi, tôi sẽ thử xem nó như thế nào nhá. Rồi, xin mời các bác nhá, tôi sẽ thử cái chén rượu này nó như thế nào. Nó hơi ngọt ngọt, vẫn còn có hơi có mùi nhựa thông một chút. Rồi, nói chung là cũng dễ uống các bác. Thì các bác cho thêm một chút mật ong nữa vào đây thì uống sẽ là ngon, tôi nghĩ là như vậy. Cái chính là nó có cái tác dụng như mọi người nói là có tác dụng ngăn ngừa các cái khối u và các cái tế bào lạ, cho nên là mỗi bữa là ta cứ dùng một vài chén rất là tốt cho sức khỏe các bạn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khẳng định với các bác là nó không độc nhé, cái này là nhiều người dùng lắm rồi. Tôi hôm nay tôi sẽ uống hết chỗ rượu này. Rồi, đây là cái nấm phong linh tôi đã ngâm nó đủ một tháng đủ ngày rồi. Thì bác nào có nhu cầu mua cái nấm phục linh thiên và các cái sản phẩm đồ ngâm rượu khác thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 nhé. Giá cả các bác cũng liên hệ qua đây nhé, cũng không đắt lắm đâu các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh video của tôi để luôn luôn cập nhật được những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.